xin kính chào quý bà con nha. Hôm nay mình đi quay thu hoạch nếp bà con ơi. Nếp sau một cơn mưa thì sập tứ tả cho luôn bà con ơi. Tại nghiệp nông dân quá. Sập tứ tả cho đó bà con. Giá bán thì 6.000 nha bà con, tại vì đất này là sau nhà mình luôn nên mình biết rõ, và đất này là đất của Dương Úc mình. Không, lúa quá khô, nếp quá khô luôn bà con ơi. Nếp thì bông bông đạt lắm nhưng mà khô lắm nha. Khô cây, gậy cổ cũng có nè bà con. Gậy cổ đây. Khô lắm, bông lúa bông nếp khô mà nhà hứng. Khô hết trơn bà con. Đây là máy cắt bể mương nha bà con. Hiện tại là mình đang quay có mặt ở ấp Mạc Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang nha bà con. Tôm khô khô một ca bụi lên sao mà không thấy đó. Còn thấy bụi bụi cái là bịch mù đó bà con. Quá trời luôn. Khô quá khô bà con ơi. Nếp quá trời khô luôn. Giá bán thì 6.000. Thì mà bữa hôm nay cắt là 102 ngày nha bà con. 102 ngày cắt. Nếp vụ đông xuân này là cắt mùa cắt ngang ngang với đề thơm đúng bà con ơi. Chứ không có ấy nữa, chênh lệch không có bao nhiêu nữa. Chênh lệch chỉ 2-3 ngày thôi. Có miếng là mà cùng ngày luôn á. Như là cái miếng đề thơm của mình và nếp của cậu mình á là bán cùng ngày luôn. 105 ngày luôn bà con. Giá nếp thì dạo này quá trời ấy bà con ơi, nông dân quá trời khổ luôn. Mất giá quá trời luôn nếp này. Nếp hồi trước Tết thì có giá nhưng mà lúa không có trúng nha bà con, còn được sau này được mùa thì mất giá. Cũng khổ cho nông dân quá. Đây mình quay sẽ quay cái bông nếp cho bà con xem. Nếp. Đây là thường bây giờ là xả toàn nếp đùm không bà con. Lá đại thì gũi chơi này. Bông nếp thì khô quá chứ. Nếp này thì căng thì khá là nhẹ ký nha. Thì nếp khô quá chứ bà con. Lá đại thì nó muốn ấy. Cổ cũng khô nè bà con ơi. Chỉ còn có cái cuốn thôi. Chỉ còn có hơi cái cổ nó cũng hơi khô luôn. Muốn gãy luôn. Nếp nó dở lắm mà con, khô quá là nó gãy gục xuống luôn. Y gan là gãy cái bông nhé. Gục xuống như luôn nè. Đợt trước mình có mặn cái vụ ba là nó khô. Nó gục xuống nè. Không phải gãy cái bông. Gãy cái bông nó khác nha. Nó khô nó gục xuống nè. Cái hộp lúa vẫn còn no bình thường luôn. Nhưng mà nó nhẹ ký. Chứ không có ấy nè bà con. Nó khô quá. Cái kiểu mà nó khô quá gọi là chết cây bà con. Y gan tự tưởng như chết cây vậy đó. Mà nó không có nó cái bà con nhìn sơ ngang thì y gan là gãy cổ vậy đó. Nhưng mà không phải gãy cổ, nó khô quá nó gục xuống. Mà hiện tượng đó người ta nói là chết cây gì đó bà con. Nó gục xuống như nè. Nó gục đơ xuống như luôn nè. Nó khô quá. Còn cái đất này thì nó còn hơi thấy không có khô gì mấy. Còn ẩm chân. Mà có cái là tại vì ngày cắt quá xa. Tại vì chín trước. Với ở chỗ này thuốc cũng mạnh lắm, thuốc vô hộp cũng tịch lắm bà con. Úc mình vô tới cậy chứ. Khô quá thì đương nhiên cắt thì sẽ sạch thôi. Đập sẽ sạch thôi bà con, ra sao cũng sạch. Nhưng mà có cái là cắt nặng ký thôi bà con, thấy bụi. Bụi như đốt ung. Năng suất thì hồi nãy đó giờ mình có hỏi Úc thì năng suất thì tương đương thôi bà con ơi. Miếng kế bên thì mới cắt là gần 19 bao, 18 bao mấy, gần 19 bao. Còn miếng này thì bông đùm hơn thì không biết sao đây. Bông nãy cái miếng kia thì cây chết cây nó khô đùm đùm, nhưng gãy cổ không có. Nè nó lem. Nè bà con, khô quá khô luôn. Lem cũng có nha bà con. Nè. Lem gãy cổ thì cũng có. Hồi nãy mình có quay cái chỗ ngay gãy cổ đó. Gãy cổ cũng không đến kể nha bà con. Thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây bà con ơi. Chúc bà con về sức khỏe và một lúa cũng mùa bội thu nha. Chào bà con.